We have 30 years of reform and Doi Moi, and I think there have been a major transformation of our economy. Nếu như vào những cái thời kỳ đầu của những năm đổi mới, thì IMF có cái vai trò hỗ trợ về nguồn lực tài chính để mà giúp Việt Nam thực hiện cái cải cách nền kinh tế. Number one, before we are low income economy, and now we become the middle income country with the emerging middle class. And number two, before we are very closed economy, now we become the most open economy in the world in terms of trade and FDI. And number three, before we are very much agriculture-based economy, and now we become much more manufacturing and services-oriented economy. And number four, I think that's most important, before we are central planned economy, now we become market economy. Việt Nam sẽ rất là mong muốn là tiếp tục nhận được cái sự hỗ trợ của IMF trong cái quá trình phát triển kinh tế của. I think cooperation with IMF very important for the whole process of reform.